channel. Ngày hôm nay khi background mọi người thấy thì Tiên đang ở sân bay. Bây giờ thì Tiên sẽ có một chuyến du lịch đầu tiên, bay bye bye sau mấy tháng ra. Từ ngày cuối là đi Đà Lạt tháng 4, bây giờ là tháng 1. Năm sau thì là tầm 8 tháng. Thì hôm nay thì Tiên có một chuyến đi Phú Quốc cùng với các anh chị bạn của Tiên. Thì bây giờ sẽ check in cũng như là vào lounge ăn uống và sẽ check chuyến bay đến Phú Quốc vòng 2 tiếng nữa. Bây giờ thì mình sẽ mình đã check in cái phòng Oh my god, trời. Surprise á hai mọi người. Mình là bạn rất là thân của Tiên. Không có thân luôn á má. Nhưng mà Tiên cứ hay giấu mình cũng không hiểu tại sao nữa. Không có thân luôn á. Thì á mình check in cái phòng hai phòng ngủ trước, xong rồi lát nữa mình mới qua cái bạn phòng. Tiên đang ở phòng mình. Ba phòng ngủ đúng rồi mọi người. Tại vì cái phòng đó chưa có dọn xong cho nên là lát nữa qua đó thì Tiên sẽ làm room tour cho mọi người. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đang chuẩn bị để đi ăn nha. Let's go. Tiên vừa make up để đi ra ngoài biển chụp hình. Mọi người Tiên có cái phụ mình rất là dịu dàng luôn mọi người. Mà đây là outfit. Yeah. Bây giờ Tiên sẽ đi biển thôi. Let's go. Trời hôm nay rất là đẹp mọi người, thật sự là đẹp hơn cái hồi Tiên ở Hồ Tràm. Cái thời tiết rất là dễ chịu. Hồ Tràm thì hơi nóng nhưng mà ở đây thì rất là kiểu nó có nắng nhưng mà nó không quá là nóng. Of the sushi and Hai Di Lao and barbecue that she Tiên kêu kêu là tại vì đi ăn với Tiên nên mập. It is called relationship weight. Không có luôn hả? Đừng có xạo đi. Tiên đã vừa đi bơi về rồi và bây giờ tụi mình sẽ get ready để đi ăn tối. Và Tiên đang mặc full set của her story nè mọi người. Rất là xinh luôn á mọi người, kiểu rất là phù hợp. Khi mà đi biển thì Tiên rất là thích những cái bộ như thế này. Cho nên là oh my god, so pretty. Bây giờ đi ăn thôi nha, let's go. Nhìn lên tay. Nó no quá mọi người. Oh my god. All the relationship weight. Không có đâu. Cao cũng kêu là cao lên ký tại Tiên. Ủa gì thôi, khỏi thử đừng quen được. Hay lắm. Trước video thì nói vậy thôi mọi người. Bây giờ tụi mình đi mua snack. Đó, vô tiệm tạp hóa mua snack. Để lát nữa tụi mình có thể nhậu và uống. Ê anh, mua cho em cái đó đi. Ê dễ thương quá mọi người. Cái áo đó. Anh chuối hả? Anh mua nè. Không biết anh Việt mua. Hay mình mua đồng phục đi. Đúng rồi, mua đồng phục mang chụp hình. Nhiêu cái vậy? Mình trả giá được không? 10 cái 150 cái được không? Ủa chết cha, đang quay. Nó đẹp mọi người. Ok mọi người. Cái đẹp này nó đưa cho đi. Actually, can I have one? Can I buy one of this? Lấy thử thôi được không? I need a hat. Cái này nè mọi người. Tiên sẽ thử nha. Nhưng mà cái này nó hơi có cái hoa nhìn hơi sớm đó bé. Tiên cứ bắt trước mình không à. Trời ơi, Tiên ập sát với mình lắm á mọi người. Chanel này, mua Chanel. Thôi mua chị. Chanel. Chanel hả? Ủa sao cái nơi mua chị mà cái hiệu Chanel nha. Hey, so wait, can I see how I look like? That's so cute. Oh my god, I look cute. Mọi người nhớ hiệu Abilene đi chợ nha. Ủa?
Thôi đừng quay ta. Thôi tao thích quay mày. Thôi. Good morning mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai Tiên ở Phú Quốc rồi. Và bây giờ Tiên sẽ đi ăn sáng. Bây giờ mới 7 giờ thôi nhưng mà tụi mình có một cái hẹn đi cano ra những cái hòn đảo rất là đẹp Phú Quốc, cho nên là bây giờ hôm nay Tiên phải dậy rất là sớm. Vì bây giờ Tiên sẽ đi nha. Hôm nay là cái outfit Tiên mặc là cái quần của Her Story cũng như cái áo len mới rất là xinh. Tiên rất là thích cái áo này luôn, rất là phù hợp khi đi biển. Trời bây giờ siêu đẹp đúng không mọi người? Yeah, mọi người thấy không? Bây giờ tụi mình đi nha. Mọi người, bây giờ tụi mình sẽ đi ra tàu. Thì sáng giờ Tiên không có quay gì hết. Tại vì sáng quay lúc mà ở ngoài đảo xong là về nhà là đi thẳng ra ngoài biển, ngồi tắm tới bây giờ luôn á. Cho nên là cũng không có cần cái máy quay. Nhưng mà bây giờ thì Tiên sẽ đi ăn hải sản tối ngày hôm nay. Để ngày cuối cùng ở Phú Quốc. Và sẽ đi ăn chỗ nào thì lát nữa Tiên sẽ quay cho mọi người xem nha. Cuối cùng Tiên ở Phú Quốc rồi và bây giờ là 9 giờ sáng. Mà trời nó hơi âm u một chút. Thì bây giờ Tiên sẽ đi ra ăn sáng và enjoy bữa cuối cùng tại Phú Quốc nha. Hình như nó mới mưa mà sáng nó hơi ướt. Chuẩn bị về Sài Gòn nhưng mà bây giờ đi đợi xe đến rồi. Tôi sẽ làm một vài lần.